Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Dậu 1981 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. An cư thì mới lạc nghiệp, tức là có một nơi ở ổn định thì mới phát triển được sự nghiệp. Vì vậy nên việc xây nhà năm nào, tuổi nào đẹp, chọn hướng nào hợp với tuổi của trạch chủ là yếu tố rất quan trọng. Nếu chọn được năm xây dựng mà tuổi của trạch chủ tốt, không phạm phải các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, cùng việc chọn hướng hợp với gia chủ, năm đất có vận khí tốt thì gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng, vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không, được sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, Phong thủy may mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn xem tuổi làm nhà, tuổi Tân Dậu năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Yếu tố đầu tiên cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không? Đầu tiên ta xét đến kim lâu. Vào năm 2020 canh tí, gia chủ Tân Dậu 40 tuổi, theo cách tính này thì gia chủ không phạm phải năm kim lâu. Còn xét về hoang ốc, năm 2020 canh tí, gia chủ 40 tuổi theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tứ tấn tài. Tứ tấn tài chi phước lộc lai, gia chủ mà làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới thuận lợi mọi mặt. Còn xét về tam tai thì người tuổi Tân Dậu cần tránh các năm tam tai như là Hợi, Tý, Sửu. Năm làm nhà canh tí, gia chủ 1981 phạm tuổi đại kỵ tam tai. Nếu muốn làm nhà đất được vận thì nên mượn các tuổi cắt lành sau để có thể động thổ: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ và 1990 Canh Ngọ. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù sơn thì xây dựng không gì các bạn. Đất được vận mà tuổi lành không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét đến vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Dậu 1981, nam mệnh thuộc cung Khảm Thủy, nữ mệnh thuộc cung Khôn Thổ, xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng 1981 thuộc cung Khảm Thủy, thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh Khảm Thủy có bốn hướng tốt, đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Và bốn hướng xấu đó là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát và Đông Bắc là Ngũ Quỷ. Hãy cùng Phong thủy may mắn xét cát hung vận hạn của từng hướng. Đầu tiên ta sẽ xét đến hướng Bắc, gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tòa Ngọ hướng Tý, Phạm Tuế phá và tam sát, hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới, nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Nam mạng Tân Dậu 1980 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chỉ ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có phương pháp phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Và hướng tiếp theo chúng ta xét đến đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Xây nhà năm 2020 đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7 và 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Nam mạng Tân Dậu 1980 xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn, vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ vát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần
treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ ba, đó là hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung, hướng đông mộc khắc thổ, nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cắt lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kéo rước họa vào thân. Còn đối với nam mạng Tân Dậu 1981 ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được thiên y, mà thiên y thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cắt lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được tốt. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Nếu muốn được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cắt lành may mắn. Nam mạng Tân Dậu 1981 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên là xấu vô cùng. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Tân Dậu 1981 đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đầu mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu 1981. Thứ năm, đó là hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa và xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới vào năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Nam mạng Tân Dậu 1981 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, tuổi Tân Dậu 1981 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế, bố trí lại vị trí các phòng, ban cho hợp lý, chọn 5 tháng, ngày giờ tốt để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để có thể hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu 1981.
Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có 3 Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, 5 Canh Tý Nhất Bạch Tài Tinh Đáo Đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc Kim, Đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc Thổ, Thổ Kim tương sinh nên năm 2020 xây mới là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Lưu Thiên Sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Nam mạng Tân Dậu 1981 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy Vương Bát Quái Tinh Cầu và dán ở phía dưới 5 đồng ngoài hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu 1981. Thứ bảy đó là hướng Đông Nam gồm có 3 Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, 5 Canh Tý sao Lục Bạch Đáo Đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc Kim, Đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc Mộc, Kim Mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cắt lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm Giáp nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Nam mạng Tân Dậu 1981 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh, hợp được hướng sinh khí vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh mà sa sút thì đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, Vương Bát Quái Tinh Cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp theo, đó là hướng cuối cùng là hướng Tây Nam, gồm có 3 Sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao Tứ Lục Đáo Đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc Mộc, Đáo Đến Tây Nam ngũ hành thuộc Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cắt cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng Vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tả sửa chữa nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Còn đối với nam mạng Tân Dậu 1981 xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế và thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ tốt để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy Vương Bát Quái Tinh Cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu 1981. Trên đây là những chia sẻ về khai sơn lập hướng năm 2020 cho người mệnh tuổi Tân Dậu. Vậy còn nữ mệnh thì sao? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Với nữ mạng Tân Dậu 1981 thuộc cung Khôn Thổ thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh Khôn Thổ gồm có 4 hướng tốt là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Xưng Khí, và 4 hướng xấu đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét các hung vận hạn của từng hướng. Hướng đầu tiên đó là hướng Bắc, gồm có 3 Sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý phạm Tuế Phá và Tam Sát, hướng thì phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến phần sát cũng không nên xây mới.
Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân. Thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng thứ hai đó là hướng Nam, gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát. Vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì chọn vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát, và cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để có thể được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh, không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc, thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu thì nếu làm được từ đầu, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Dậu 1981 đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu 1981. Hướng thứ ba chúng ta cùng xét đến đó là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung, hướng Đông mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Tân Dậu 1981 nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, không hợp hướng, phạm họa hại là sao Lộc Tổn, thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên là xấu vô cùng. Nếu bắt buộc gia chủ phải làm nhà hướng này vào năm 2020 thì nên nhờ các thầy phong thủy nổi tiếng sắp xếp lại bố cục, công năng phòng ốc trong nhà để được cát lành. Còn trong trường hợp tuổi Tân Dậu 1981 đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Dậu 1981. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Muốn được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Tân Dậu 1981, xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Trong trường hợp tuổi Canh Dần đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy.
gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể tăng thêm vận khí kỵ tà, mang lại cát lành cho gia chủ sinh năm 1981. Hướng thứ 5 đó là hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý bắt bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới. Còn các sơn khác nếu muốn làm khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất gắt. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ gắt. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp tăng vận khí trong ngôi nhà bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể có đón được cát lành. Và hướng thứ 6 đó là hướng Đông Bắc, gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc thuộc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới thì chọn vào tháng 4 và 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và 6 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu 1981 mà ở nhà hướng này thì thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí, rất cát lành. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải được theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Còn trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi, phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để tăng thêm vận khí, sinh khí tốt cho ngôi nhà của gia chủ tuổi Tân Dậu 1981. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Nam, gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, không hợp hướng, phạm phải ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Trong trường hợp mà gia chủ bắt buộc phải xây dựng vào năm 2020 thì phải sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Và hướng cuối cùng chúng ta xét đến đó là hướng Tây Nam, gồm có ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Tân Dậu 1981 nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia
đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tài phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt khoái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hy vọng những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ ở trên, các bạn đã có thể lựa chọn được thời điểm tốt nhất để xây nhà. Phong thủy may mắn, chúc quý gia chủ chọn được tuổi tốt, ngày đẹp, xây cất nhà cửa mà không phạm phải đại kỵ, giúp cho gia chủ ăn nên làm ra. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở bên dưới ô bình luận nhé. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến được quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.